tin được không? Mua nhà di động, ship tận nơi. Chỉ từ 50 triệu, bạn đã sở hữu một căn nhà di động cốt thép túc bê tông nhẹ, liền khối với tổng trọng lượng 3,5 tấn. Vật liệu bê tông nhẹ EBS, ưu điểm chống nứt, chống thấm, chống nóng cực kỳ tốt. Hiện nay, bê tông nhẹ được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Và ở Việt Nam, nhiều công ty cũng đang sản xuất, cung cấp tấm bê tông nhẹ trên toàn quốc. Sử dụng cho tất cả công trình lớn và nhỏ, với giá thành rẻ, thi công nhanh, không cần tô trát, giảm chi phí nhân công, trọng lượng nhẹ, giúp giảm chi phí móng công trình, độ bền lên tới 50 năm, không thua gì bê tông thường. Công ty Phương Anh EBS chúng tôi là đơn vị tiên phong sản xuất nhà mini đúc sẵn liền khối. Với khung kết cấu thép, chịu lực cao, hỗn hợp bê tông nhẹ, EBS của chúng tôi khác biệt đơn vị khác bởi có thêm sợi thủy tinh gia cường giúp tăng độ cứng, chịu lực cho bê tông. Mẫu nhà đúc sẵn, quý vị có thể mua bản thiết kế sẵn như này hoặc yêu cầu thiết kế riêng với kích thước và hình dáng nội thất mong muốn. Mẫu nhà sản xuất sẵn có kích thước ngang 6m, rộng 2,4m, cao 2,6m, tương đương container 20 feet, dễ dàng di chuyển và sang nhượng lại sau này. Phần mái sử dụng tôn xốp cách nhiệt, kết hợp trần nhựa vân gỗ, chống nóng rất tốt. Với đầy đủ nội thất, điện, nước, khu vệ sinh sử dụng tấm văn đá chịu nước. Phần sàn được lát gạch men vân đá, nhìn rất sáng và sạch. Nhân dịp mở bán lô nhà đầu tiên, công ty sẽ tặng kèm quý khách bộ nội thất gồm có sofa, giường, bàn uống nước, kệ tivi và bộ tranh 3D sang trọng. Chương trình khuyến mãi chỉ gói gọn trong 1 tháng. Nhà được bảo hành phần kết cấu trong 10 năm. Quý vị quan tâm, xin hãy để lại số điện thoại để công ty tư vấn cụ thể hơn. Xin kính chào quý khách.